Chào quý các bạn. Trên hình các bạn thể thấy để Huawei P40 Pro đang chờ thay mới main tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main trên Huawei P40 Pro, lỗi hỏng main khởi động lúc lên lúc không chập chờn, main không vào được khởi động. Cần một địa chỉ thay mới main. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn main của Huawei P40 Pro cũng như các linh kiện khác trên máy. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship main của Huawei P40 Pro đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ nhận thay thế sửa chữa main Huawei P40 Pro. Các lỗi sự cố liên quan phần bảng main trên Huawei P40 Pro.